Tọa lạc tại trung tâm đại lộ Thăng Long, đại lộ dài nhất và rộng nhất Việt Nam, có quy mô gần 400.000 m², với tổng vốn đầu tư lên đến 2.500 tỷ đồng. Sử dụng công nghệ sa bàn, 3D mapping và trải nghiệm chân thực và khách quan nhất. Đó chính là những gì mà Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả các khách tham quan, dự kiến chính thức mở cửa từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Lâu nay người ta vẫn hay bảo nhau rằng nếu du lịch Hà Nội mà không tham quan Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay dạo một vòng Hồ Tây thì coi như bạn chưa đến đây. Kể từ bây giờ, loạt địa điểm mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến với thủ đô sẽ được bổ sung thêm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây không chỉ là điểm dừng chân của những du khách đam mê lịch sử, muốn tận mắt chiêm ngưỡng và trải nghiệm thực tế từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, mà còn là nơi khắc ghi và tôn vinh những chiến công oanh liệt của cha ông ta. Một thời kỳ kháng chiến đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang. Vậy bên trong bảo tàng này có những gì đặc biệt? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn bây giờ, vào nội dung chính thôi. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam do Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng và được khởi công từ năm 2019, tọa lạc tại hai phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, trên tổng diện tích là 386.600 m². Nổi bật nhất là tòa tháp chiến thắng cao 45m ở sân trước, cùng với khối nhà bảo tàng gồm 4 tầng nổi và 1 tầng trệt. Diện tích xây dựng lên đến 23.198 m². Tổng diện tích sàn của tòa nhà chính rộng 64.640 m² và chiều cao ấn tượng 35,8m. Không chỉ đơn thuần là nơi lưu giữ và trưng bày các hiện vật lịch sử, bảo tàng còn được thiết kế với phong cách hiện đại, đa chức năng, tạo ra một không gian mở để khách tham quan có thể tương tác và sống lại những trang sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, bảo tàng áp dụng những phương pháp trưng bày tiên tiến kết hợp với công nghệ hiện đại như là sa bàn 3D mapping, màn hình tra cứu thông tin, media tư liệu ảnh, thuyết minh tự động, audio guide và mã QR cho phép khách tra cứu thông tin về hiện vật và hình ảnh. Ngoài ra, hơn 60 video clip giới thiệu về các chiến dịch, trận đánh và nhân vật lịch sử cũng sẽ mang đến cho du khách một trải nghiệm đầy mới mẻ và sống động, giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Hiện tại, bảo tàng đã hoàn thiện giai đoạn 1, đồng thời đơn vị cũng đang tiếp thu các ý kiến đóng góp của chuyên gia, các nhà khoa học, chỉnh sửa và hoàn thiện phần trưng bày trước khi chính thức mở cửa với công chúng vào ngày 1 tháng 11 năm 2024. Bước vào từ cổng của bảo tàng, chúng ta sẽ nhìn thấy hai cánh chia đều hai bên, dùng để trưng bày các hiện vật ngoài trời. Phía bên trái trưng bày những vũ khí, trang bị của quân đội và nhân dân Việt Nam sử dụng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ xâm lược và sử dụng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước. Tiêu biểu có pháo 85mm, pháo cao xạ 57mm, xe tăng PT-67 số hiệu 555 hay là máy bay SU-22. Phía bên phải bảo tàng trưng bày những loại vũ khí, trang bị quân đội Pháp và Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tiêu biểu có các loại pháo, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng. Đặc biệt là pháo tự hành M-107 cỡ nòng 175mm được mệnh danh là vua chiến trường, cùng nhiều loại máy bay của quân đội Mỹ bỏ lại sau chiến tranh như là máy bay A-37, F-5E và hàng chục loại bom quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh này. Trong không gian hai bên cánh của tòa nhà là khối biểu tượng khát vọng hòa bình và những cành cây, mầm xanh và cánh chim bồ câu bay lên từ xăng máy bay. Khi bước qua sảnh chính của bảo tàng, chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến 4 bảo vật quốc gia được lưu trữ, cũng là một trong những điều thú vị nhất của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đầu tiên, du khách sẽ đến với nơi trưng bày chiếc én bạc MiG-21 mang số hiệu 4324. Điều gây ấn tượng và bất ngờ ở đây chính là chiếc máy bay khổng lồ được treo trên các sợi cáp gắn với mái, tạo cảm giác như đang xuất kích bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Kết hợp cùng với màn hình LED lớn giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam và các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từng có 9 phi công điều khiển chiếc én bạc 4324 đã xuất kích 69 lần, gặp địch 22 lần, xạ kích 16 lần, bắn rơi 14 máy bay Mỹ. Trên thân của chiếc MiG-21 in hình 14 ngôi sao màu đỏ, tượng trưng cho 14 máy bay địch bị bắn hạ.
Chiếc máy bay này, bên cạnh chiếc cùng loại mang số hiệu 5121, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là hai bảo vật quốc gia vào ngày 14 tháng 1 năm 2015. Hai bảo vật còn lại chính là xe tăng T-54B, số hiệu 843 và bản đồ quyết tâm chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chắc hẳn hình ảnh chiếc xe tăng dũng mãnh lao thẳng vào cổng Dinh Độc Lập vẫn in đậm trong ký ức của nhiều người, biểu tượng cho sự oai hùng của bộ đội ta trong giờ phút giành lại độc lập. Và chiếc xe tăng lịch sử ấy đã được tái hiện chân thực trong bảo tàng. Đây chính là chiếc T-54B thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 203, Quân đoàn 2, một cỗ xe huyền thoại đã góp phần giải phóng Huế, Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ và tiếp tục tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiếc T-54B này dẫn đầu đoàn quân tiến vào Sài Gòn, hạ gục 3 xe tăng và xe bọc thép của quân địch trên đường tới Dinh Độc Lập. Đến 11 giờ trưa, xe tăng 843 lao vào cổng phụ của Dinh Độc Lập và bị chết máy. Nhưng người chỉ huy xe, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã kịp thời trèo lên và cắm lá cờ chiến thắng trên nóc dinh, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh cho quân và dân ta. Còn đây là phần trưng bày này thể hiện khát vọng hòa bình của Việt Nam và sự thấu hiểu giá trị của hòa bình đối với các quốc gia trên toàn thế giới. Nổi bật là hình ảnh quả địa cầu với những tấm gương phản chiếu lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam từ thời Hùng Vương, An Dương Vương cho đến thế kỷ thứ 20. Qua đó khẳng định rằng từ ngàn xưa, nhân dân Việt Nam luôn mong muốn có được cuộc sống hòa bình, nhưng không ngần ngại đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ và hy sinh cả xương máu để giành lấy độc lập, tự do, mang lại ấm no, hạnh phúc cho đất nước. Không gian trưng bày tầng 1 của bảo tàng được chia thành 6 chủ đề chính, mỗi chủ đề tái hiện từng giai đoạn quan trọng của lịch sử dân tộc. Các chủ đề được sắp xếp theo trình tự thời gian, với bố cục hợp lý, giúp người xem dễ dàng theo dõi dòng chảy của lịch sử. Mỗi hiện vật đều được chú thích chi tiết, kèm theo thông tin sự kiện liên quan và được thể hiện qua nhiều hình thức phong phú, từ văn bản, màn hình tra cứu thông tin, tư liệu ảnh đến thuyết minh tự động, audio guide và mã QR, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm toàn diện và sống động. Đặc biệt trong không gian trưng bày chủ đề 4, ngoài trưng bày hiện vật, có các mô hình hoạt cảnh sinh động với tỷ lệ 1:1, làm sống lại không gian phố phường Hà Nội trong cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ thủ đô sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo tiến trình tham quan, du khách sẽ lần lượt đi qua 6 khu trưng bày của 6 chủ đề với cách sắp xếp, bố cục theo trình tự thời gian. Bên cạnh đó, không gian rộng của bảo tàng không chỉ trưng bày các hiện vật mà còn giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu quý giá về các cuộc họp quan trọng, quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam, quá trình tổ chức chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị, cung cấp cho du khách cái nhìn tổng thể, chi tiết và các sự kiện. Ứng dụng màn hình công nghệ cao cùng với phim, sơ đồ, mô hình và sa bàn minh họa các trận đánh, chiến dịch tiêu biểu như là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Và đó là toàn bộ thông tin về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp được khai trương tại thủ đô Hà Nội. Còn bạn biết thêm thông tin gì về Bảo tàng Quân sự đấy không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nha. Và trước khi rời đi, nhấn để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nếu các bạn thấy nội dung này hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!